Cảm tạ. Gia đình tăng gia họ Đỗ xin chân thành cảm tạ. Đức cha Vũ Văn Thiên, giám mục giáo phận Hải Phòng. Quý cha Vũ Ngọc Long và Trần Văn Kiểm, quản nhiệm và phó quản nhiệm cộng đoàn Saint Barbara. Cha Nguyễn Trung Tuấn, phó quản nhiệm cộng đoàn Saint Columban. Cha cố Trần Quang Điềm. Cha Mai Khải Hoàng, linh hướng hội đồng hương quần cống hải ngoại. Cha Vũ Đảo. Ban tang lễ, ban chương trình tôn vinh Chúa Kitô muôn đời, hội tông đồ cầu nguyện, hội các bà mẹ công giáo, ca đoàn thiên cung, ca đoàn thánh linh thuộc cộng đoàn Saint Barbara, nhà quàng An Lạc, hội Việt Nam tương tế, hội đồng hương quần cống hải ngoại, đồng hương giáo xứ chợ cũ Mỹ Tho, các quý thông gia, quý cựu chủng sinh chủ viện, quý cựu chủng sinh chủng viện Doan 23 Mỹ Tho, quý thân bằng quyến thuộc từ Philadelphia, Virginia, Oklahoma, Oakland, San Jose, San Diego và tất cả các quý vị mà chúng tôi không thể nêu hết ở đây. Đã đến ban các phép bí tích lần cuối, dâng lễ, cầu nguyện, thăm viếng, phân ưu, gọi điện thoại, gửi thư phân ưu, tặng vòng hoa và xin lễ cầu nguyện, tạo mọi điều kiện thuận tiện cho việc hậu sự của cháu, anh, bố, ông nội, ông ngoại, ông cố của chúng tôi là ông Domenico Đỗ Viết Hốt, đã được Chúa gọi về ngày 3 tháng 3 năm 2014 tại Santa Ana, California và được an táng tại Anaheim, California ngày 8 tháng 3 năm 2014. Trong lúc tang gia bối rối, chắc chắn không tránh khỏi những thiếu sót, kính xin quý vị niệm tình tha thứ. Toàn thể tang gia đồng cảm tạ.